xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và lại là mình đây. Hôm nay thì mình sẽ đem đến cho anh em một khẩu súng UMP với một ngoại hình mới nữa. Và để xem ngoại hình của khẩu súng UMP của chúng ta sẽ như thế nào nhá. Rồi, tôi nhìn thấy cái thính. Ôi, chưa gì mà đã có bắn nhau rồi. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đây chính là nhân vật chính của chúng ta trong cái video clip này. Ô, cái lề gì thốn. Ô, thôi rồi, thế này là không được rồi. Á, à, đù. Rồi rồi rồi, cứ bắn tôi đi, bắn hộ cái. Từ từ từ, mình phải giải quyết mấy cái thanh niên ở đây đã. Ôi trời ơi, nhảy ra khỏi xe với chúng tôi này. Trên tay của tôi đang là khẩu UMP nha các bạn. Vâng, như vậy là hai thanh niên đã phải nằm xuống rồi. Ui, có tiếng chân, có tiếng chân. Vâng, như vậy là bạn ấy cũng đã ra đi rồi. Và nói qua một chút về khẩu súng UMP mới này thì khẩu súng này mình nhận được qua cái sự kiện, đó chính là Royal Pass. Và khi mà mình đạt được level 45 thì mình sẽ được nhận free khẩu súng này. Và nói theo một cách nào đó thì đây là một khẩu súng, một cái skin free. Nhưng phải nói với anh em là khẩu súng rất là đẹp luôn. Một khẩu súng UMP với một cái nước với một cái nước sơn, mình nghĩ là một cái nước sơn nó hơi màu trắng, mình hay gọi là màu trắng sữa anh em ạ. Đấy. Thì với khẩu súng UMP màu trắng sữa và với khẩu súng UMP màu da cam thì có lẽ là có nhiều bạn sẽ thích cái màu da cam hơn. Nhưng mình là fan của những khẩu súng mà gold hoặc là silver, cho nên vì vậy mình rất thích cái màu của khẩu súng UMP này. Đó. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em thấy được sức mạnh của khẩu súng UMP. Vẫn bắn nhau à? Hay quá nhở. Như vậy là chắc chắn là thành viên còn lại của cái team này đang cố gắng gọi mình ra chỗ bạn ấy để có thể gọi là trả thù đây. Ok. À rồi, bạn gọi thì mình trả lời thôi. Nào. Nà ní. Ô ô ô, chết. À, mình nghĩ là bạn ấy đang ở trên cái chòi canh anh em ạ. Được rồi. Ở trên chòi canh với chúng tôi à? Úi dồi ôi. Không biết ngồi như thế nào mà lại súng đâm cả ra thế kia thì còn làm ăn cái gì. Nào, để yên, mình sẽ giữ im lặng trong một khoảng thời gian nhất định để xem là bạn ấy có ra đi tìm mình hay không. Nếu mà bạn này chỉ cần đi tìm tôi thôi là bạn sẽ được gọi là hóa kiếp luôn, cho ra chơi ván mới luôn. Giá kể như là mình có bom trong cái tình huống này thì nó tuyệt vời. Mình sẽ tống lên trên cái chòi canh kia, nhưng rất tiếc mình lại chưa nhặt được quả bom nào. Ây da, tí chủ có thể xuống được hay không đây? Khốn nạn quá đi. Ngồi im ở trên đấy. Định ngồi im đến bao giờ đây? Vâng, nhất quyết là không chịu đi ra anh em ạ. Có lẽ mình sẽ phải có một tơn gọi là tẩy lên thôi. Chứ chờ đợi thanh niên này có lẽ là đến hết ngày mất. Ok, để mình tính xem nào. Mình sẽ chạy vào cái cây. Sau đó thì kể cả thanh niên này có bắn mình thì mình vẫn có thể gọi là có một cái góc back up được. Nhưng mà một pha này thì cũng hơi liều. Một pha đẩy lên khá liều lĩnh. Nhưng mà liều thì chúng ta mới ăn được nhiều anh em ạ. Nào. Bắt đầu nhòm tôi. Nhòm hộ cái. Bắn xuyên cây luôn. Nào, sợ chưa? Sợ với chúng tôi chưa? Vâng, như vậy là lên bảng luôn. Đùa với cả Linda rùa. Giờ chúng ta lên nút xem là thanh niên này có gì nào. Hình như có K98 đúng không? Đúng như là mình mong đợi anh em ạ. Có khẩu K98. Mà từ từ, mình sẽ quay lại kia để xem là mình nghĩ là mình thích bắn khẩu M16 hơn đấy. Khẩu M16 có khi lại có tương lai hơn. Vì mình muốn cho anh em thấy được là không nhất thiết cứ phải đi cái khẩu súng thứ hai, không nhất thiết là cứ phải là một khẩu súng thuộc dòng sniper thì anh em mới quẩy tốt được, mà kể cả là các bạn cầm M16 táp vẫn cứ là ok. Nhưng đôi khi thì dòng sniper thì nó lại giúp cho anh em có những tình huống
ăn mạng dễ dàng hơn. Thanh niên này có M16 với cả Uzi. Để xem thanh niên trên nhà có gì nào. Rồi ôi, vâng, AK với là cả shotgun, vâng, giò tay đúng chuẩn Hàn Quốc rồi. Thính rơi, thính rơi, thính rơi, thính rơi. Rồi, còn một thanh niên nữa chết ở đâu cũng nhỉ. Rồi kệ đi, mình đi nhặt thính tiếp. Nào, ok, đi nhặt thính nào. Zamba AK98 bao giờ có op hoặc là M24 thì tôi nhặt. Ahihi. Trời ơi, đi vào cái vùng đầm này này nó rất là khó chịu luôn anh em ạ. Đấy, 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 đấy. Tôi vừa nói xong. Mình là mình rất thích đi nhặt thính anh em ạ. Cái gì chứ, thính luôn luôn là cái điều gì đó rất tuyệt vời đối với tôi. Có UMP trong tay rồi còn sợ, còn xoắn ai nữa. Ồ, cái gì đấy, cái ui dồi, xe bay. Vâng, một tình huống xe bay đến từ một thanh niên có cái tên là Mohama. Vâng, Mohama bạn ấy đã phải lên bảng điểm số rồi. Vâng, một tình huống phải nói là phi xe rất gắt. Ok, mình sẽ cầm AUG đi. Ok, trận này mình sẽ để AUG là khẩu súng phụ. Nào, 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 nào. Xuống xe để làm cái gì? Đến đây để làm cái gì? Chắc chắn là trả thù cho bạn đúng không? Nói chung là trả thù cho bạn hay là trả thù cho ai thì cũng đã phải làm xuống hết rồi. Không ai có thể sống sót được. Ký chủ có bom không? Trời ơi, nhiều phụ kiện vãi nồi luôn. Ok, mình sẽ để khẩu súng AUG ở chế độ bắn single. Thì rất là nhiều anh em có hỏi mình là tại vì sao những khẩu súng như là AUG này, M4 này, hoặc là những, nói chung là những khẩu súng rifle thì nó có chế độ là single với lại cả auto. Thì kể cả mình để chế độ auto thì mình vẫn táp được, tại sao mình lại cứ phải mất công chuyển sang chế độ single làm cái gì? Thì cái này mình rất là khó nói, không biết, mình không biết giải thích làm sao để anh em có thể hiểu. Nhưng mà sự khác biệt thì anh em cứ tắt chế độ auto, xong anh em để chế độ single và anh em ấn vào cái nút bắn ấy liên tục thì nó sẽ chuẩn hơn rất nhiều. Còn nếu các bạn mà để chế độ auto, sau đó ấn nút bắn giữ hoặc là tap liên tục thì nó sẽ có một cái bất lợi rất nhiều khi mà các bạn tap xa và muốn tap chuẩn từng viên. Đó, đấy là một cái gọi là một cái kinh nghiệm hoặc là một cái mà mình đúc kết được qua việc bắn PUBG Mobile và bắn PUBG PC rất là nhiều rồi. Mình đã bắn PUBG PC một khoảng thời gian khá lâu rồi, từ đợt hè năm ngoái. Đấy thì mình nhận biết được cái điều đó. Đấy thì để mà giải thích thì nó rất là khó anh em hiểu không? Mình không biết nói làm sao, nhưng mà quả thật là để hai cái chế độ và các bạn bắn nó sẽ có một sự khác biệt rất là lớn. Và khác biệt đó chỉ nhận ra nếu mà anh em thực hành thôi. Còn nếu mà anh em nói là auto thì vẫn có thể tap được thì mình không nói cái đấy là sai, nhưng mà nó không hiệu quả anh em hiểu không? Mình chỉ nói thế thôi chứ mình không đi sâu quá nhiều, bởi vì là video clip của chúng ta ngày hôm nay là video clip về khẩu súng UMP màu gọi là trắng sữa này, chứ không phải là video clip phân tích cách tap cho những khẩu súng rifle. Rồi để xem cái thính này có gì không nào. À, có gì không tính ơi. Vâng, lại thêm một khẩu súng AUG nữa. Mình sẽ nhặt cái mũ 3 và giáp 3 này. Đấy. Nhặt đầu mới cho nó đỡ, gọi là cho nó đỡ bụi anh em ạ. Nào để xem có thanh niên nào ra đây lút thính câu nào. Sao lại không thấy ai ra lút thính luôn anh em ơi. Rất là buồn cười luôn. Đó anh em thấy chưa? Khẩu súng AUG, à quên, khẩu súng UMP màu trắng sữa. Rất là đằng sau lưng nhìn trông rất là đẹp luôn. Quả thật là nó rất là đẹp. Ấy thì hiện giờ thì rất nhiều bạn hỏi là tại sao mình làm nhiều video clip, mình stream, mình làm rất nhiều thứ mà tại sao view của video clip mình lại ít. Thì hiện giờ cái channel Tuấn HC TV này đang bị, thật sự là đang bị lỗi bởi YouTube. Nó đã bị tắt một số thông báo và nó đã bị tắt cái chức năng đề xuất đấy. Mình cũng đã gửi support cho bên phía YouTube rồi, nhưng mà chỉ nhận được câu trả lời đó là hiện giờ thì YouTube vẫn đang update thuật toán mới thôi. Thì cái lỗi này là cái lỗi mà không thể nào
không thể nào mà khắc phục được, chỉ có thể chờ đợi. Thứ nhất là update xong, và mình có hỏi khoảng thời gian là bao giờ thì YouTube update xong thì cũng chưa có câu trả lời cho cái câu hỏi đấy luôn. Ô, có người đến, từ từ tí nữa tâm sự sau. Bây giờ là giờ phút chuẩn bị bắn nhau chứ không phải là giờ phút tâm sự. Nào, thanh niên chắc chắn là nhìn thấy mình rồi, 100%. À, mình lại sợ bạn quá, bắn luôn. Một khi mà, ôi dồi ôi, Kiên 94 HP à, ôi thổ. Thôi rồi, vâng, như vậy là Đồng Hương, vâng, xin lỗi Đồng Hương nhá. Cảm thấy có lỗi ghê gớm luôn. Sao bạn lại liều mạng đi vào đây làm cái gì? Vâng, liều mạng để gặp Tuấn Đắc Xê, liều mạng để đi đến đây là một cái điều gì đó nó thuộc cái phạm trù không ổn. Thôi nhưng mà dù sao thì bạn cũng được bạn cũng có được một cái chết nó phải gọi là easy và rất là gọn gàng, anh em hiểu không? Nằm xuống rất nhanh luôn, không cần phải nói nhiều. Ôi, tôi nhìn thấy bạn rồi nhá. Nào, thò cây súng này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đảo sang hẳn bên phải và bắn vào. Chắc chắn là bạn ấy đã nghe được cái tiếng mình bắn và cũng đã biết được vị trí của mình bắn rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đảo hướng để đánh lạc hướng luôn. Đây, đảo sang bên này, bắn. Đó, tôi biết ngay mà, đứng chành ngành sang bên này. Hở người quá chừng luôn. Đây, bây giờ mình sẽ táp nhanh này. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Để single táp rất nhanh nhưng mà dường như đạn nó không bị tõe. Còn nếu trong pha đó các bạn để auto mà các bạn táp thì chắc chắn nếu không ghim tâm, mình nói lại, chắc chắn nếu không ghim tâm thì các bạn sẽ thấy mít hết những cái viên còn lại. Đó. Còn nếu mà anh em nào mà tay to mà bắn sấy thì mình không nói. Nhưng đây là mình đang muốn gọi là bắn táp với những khẩu súng rifle thì tốt nhất là nên để chế độ single. Thì các bạn táp sẽ rất là chuẩn luôn, dường như nó sẽ trúng hết. Ok. Cái đoạn này mình vẫn nghe thấy cái tiếng ở đâu đó thì phải. Đúng rồi, có tiếng. Chuẩn cơ mẹ nấu là có tiếng rồi. Đấy, tôi nghe không bao giờ sai luôn anh em ạ. Tôi nghe không bao giờ có sai. Đồng. Thôi. Bắn cái gì? Vâng, ngáo ngơ à? Vâng. Như vậy là cũng là người Việt luôn. Phải nói là xe vào quốc tế này có rất là nhiều anh em Việt Nam chơi luôn. Đây rồi. Ui, thanh niên rút bom. À, thanh niên rút bom khói chứ không phải là bom nổ. Mình sợ quá, tưởng rút bom nổ ra tự sát. Tôi cũng đến quỳ. Ok. Dù là bom gì đi chăng nữa thì cái chết cũng đã đến rồi. Không thể thay đổi được bất cứ điều gì nữa. Bây giờ sẽ là khó này anh em ơi. Bây giờ sẽ là khó khăn đây. Khi mà một cái bo giữa đồng như thế này và mình đang ở cái góc mà dường như không có bất cứ một vị trí backup nào thuận lợi cho mình cả. Mong rằng cái bo tiếp theo này nó sẽ gần mình một chút. Nó bo ra giữa đồng đi thì đẹp. Còn nó bo vào trong Gatka thì đúng là không còn gì để nói luôn đấy. Chạy từ đồng mà chạy vào Gatka thì anh em biết rồi. Chỉ có gọi là nát người thôi. Bây giờ thì mình đã có 13 mạng dắt lưng rồi. Không biết là sẽ còn bắn được lên đến bao nhiêu nữa. À, nói qua một chút về kênh YouTube đi ha. Thì trong lúc liên thuyên một chút thì mình nói qua một chút về kênh YouTube. Thì mình cũng đã tâm sự với anh em rồi đấy. Cho nên là anh em cũng đừng hỏi gì mình nhiều về cái vấn đề là tại sao view ít, tại sao livestream mà không nhận được thông báo, tại sao up video cũng không nhận được thông báo nốt. Thì đấy là do kênh nó đang bị lỗi. Và cái phần update này, update thuật toán mới của YouTube thì nó cũng chưa có bất cứ một cái thông báo nào, kể cả với cộng tác viên, bởi vì là mình cũng có quen biết với một số cộng tác viên. Thì quả thật là hiện giờ một số kênh YouTube về gaming đang bị lỗi. Thì điểm qua thì mình có tổng hợp được thông qua cộng tác viên là có khoảng độ tầm những kênh mình biết. Có khoảng độ tầm 3-4 kênh đang bị lỗi ấy. Cũng support, cũng nhờ mình support hộ. Thì mình cũng có support thôi bởi mình quen biết mà. Thì cũng nhận được câu trả lời như vậy. Và người quen của mình ở bên phía YouTube thì cũng nói như vậy thôi. Thì chị ấy cũng có
một cái giải pháp đó chính là bây giờ chỉ có xe thật là nhiều ấy thì để xe nhiều ấy thì mới giúp cho channel đi lên được thôi, còn lại thì vẫn phải chờ gọi là update thuật toán thôi. Còn nếu mà bây giờ muốn channel hoạt động đúng theo gọi là cái gì ta, chạy có con xe ở đây ta, trời ơi bạn thanh niên trí thế, và ngồi nguyên ở trong nhà vệ sinh ạ, vãi nổi ạ. Muốn channel trở lên sôi động như ngày xưa ấy, chị ấy nói hẳn thế thì phải xe nhiều thì mới được. Cho nên là nếu anh em nào mà yêu quý mình và không ngại việc xe thì có thể giúp cho mình chia sẻ những cái video clip mà mình up, những cái buổi livestream mà mình livestream. Đây rồi, đang chạy. Trời ơi, bạn ơi, ở xa đấy cỏ nó không nhìn thấy đâu. Thôi bay nhá. Còn một thanh niên ở phía xa nữa. Bỏ ở phía xa. Rồi bỏ khuất luôn rồi. Ôi, định cái ăn mạng à? Đâu có thể dễ được như vậy. Rồi một cái bo vào gắt ca, một cái bo mình sợ nhất đây này. Ác thế à, trời ơi. Sao bo lại có thể ác độc với mình như vậy nhở? Trời ơi, trong cái nhà kia nó còn có người nữa chứ. Ấy thì rất mong anh em sẽ ủng hộ mình bằng cách là hãy ấn like và chia sẻ những cái video clip giúp cho mình. Thì để cho mình có thêm động lực làm video clip nhiều hơn mà không cần phải đổi channel nữa. Còn với mình thì việc đổi channel để làm lại từ đầu nó cũng đơn giản thôi. Không có vấn đề gì mà khó khăn mà Tuấn C không thể làm được cả. Và anh em cũng thừa biết là tôi là một người có quá là nhiều năng lượng trong người rồi. Nên là để mà làm một cái gì mới thì nó rất dễ đối với mình. Nhưng mà rất là nhiều anh em có tâm sự với mình. Thật sự khi mà mình làm channel mới, rất nhiều anh em có tâm sự bảo là thôi đừng làm channel mới, cái này là công sức anh làm bao nhiêu lâu rồi, bọn em cũng không muốn lên làm channel mới rồi. Cảm giác như là một ngôi nhà nó đang quen ấy, các anh em không muốn gọi là mình làm một cái gì mới ấy. Cho nên là mình cũng rất là khó xử, nhưng mà anh em yêu cầu thì chẳng nghĩa mình lại không làm theo. Đó. Thôi bây giờ còn có 7 người tập trung bắn đã nhá. Còn tâm sự kể lể khổ đau thế là đủ rồi. Không lại có nhiều thành phần lại vào bảo tôi là suốt ngày kêu. Rồi có nhiều người lại vào. À cũng có nhiều bạn trong cái video clip có bảo mình là hack hiếp lọ kia. Thì nói thật với các bạn là các bạn nhìn có thằng nào bắn hack tù như mình không? Nếu mà hack ấy thì mình đã bắn auto rồi, auto am vào người rồi, không cần phải nhìn mình cũng am được. Ê, anh em nhìn có nhiều pha mình phải chỉnh tâm thấy mẹ luôn ấy chứ đùa. Đấy thì với những bạn như vậy thì nói chung mình cũng nhẹ nhàng thôi, mình cũng không block bạn ấy đâu. Mình cũng sẽ để cho các bạn phát biểu ý kiến người của mình để cho mọi người đánh giá về về các bạn thôi. Nên là mình cũng là người hiền mà, mình cũng không làm gì nhiều cả. Không thì các bạn lại bảo là cứ hở ra một cái lại block. Này thì đứng ở trên đấy với tôi này. Này thì bắn tôi này. Bắn hộ. Bây giờ mình bắn hai thanh niên yếu rồi. Bây giờ sẽ là cơ hội để mình đi này. Ok, lấy mấy cái chỗ cây cối này. Sau đó mình sẽ bò vào trong bo. Nhìn hộ cái. Trời ơi, có mấy cái cây này nó che thì có mà nhìn thấy. Làm sao được chứ? Trừ khi phải bật tâm ngắm lên, nhìn thật là kỹ. Mà những cái bạn này chắc chắn là không bao giờ làm chuyện đấy rồi. Còn đến tận 7 người nữa cơ. Mong rằng sẽ là 3 team chứ không phải là 2 team, hoặc là 4 team, 5 team, 6 team thì càng tốt. Chứ 2 team mà bắn nhau này là thấy mệt rồi đấy. Này thì đứng trên đấy này, anh em thấy AUG chưa? Thấy lợi ích của việc bật single lên và tát chưa? Phê luôn. Nào, có bạn nào muốn gọi là ăn bom không? Ô, có người tông mình. Ôi thôi xong rồi. Ui, bắn hay thế. Ui, no. Đi ra đây. Ô, đi tìm mình kìa. Ăn mét kít luôn. Bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Bò ơi đừng tới nhé. Bò ơi đừng tới nhé. Rồi xong. Xong một bạn trẻ.
một bạn trẻ đã phải nằm xuống rồi. Nào, ô, cái gì? Bình tĩnh. Mình sẽ quăng lên mà. À, đây rồi. Không thấy luôn. Ảo vậy. Như vậy là ở cái lầu này ít nhất là còn hai. Úi, lại tuyệt nữa rồi. Ăn bom này. Nhảy ra ngoài tiếp. Đây rồi, có tiếng chân. Có tiếng chân là phải lên bảng đếm số luôn. Nào, bắn cái gì? Có bom nha. Chúng ta bơm hẳn phớt kít luôn cho nó máu. Đến giờ phút này thì không có cái gì có thể ngăn cản được Tuấn AC nữa rồi. Nào, không biết là bạn của thanh niên mà mình vừa nốc đã đến cứu chưa? Mình nghĩ là chuẩn bị đến cứu đấy, có khi mình phải phi ra thôi. Mình phi ra còn kịp. Vẫn đang miệt mài quăng bom anh em ạ. Như vậy là từ nãy giờ vẫn chỉ mất mỗi thanh niên mà mình vừa gạt giò thôi. Còn lại là chưa mất thanh niên nào. Thật là hư cấu. Rồi, bo đến rồi. À đủ. Đứng ở ngoài luôn. Vào đây bạn ơi. Đây rồi. Này, đùa với chúng tôi này. Vâng, lên bảng đếm số luôn. Và cũng đồng thời là final kill một thanh niên luôn. Quá tuyệt vời. Như vậy là chỉ còn một team ở trên gác 3, à gác 2 nữa thôi. Ok, để xem là các bạn làm gì nào. Đây. Quả bom dành cho các bạn. Chén đi. Này thì đùa với chúng tôi này. Từ từ, trèo vào, bơm máu cái đã. Làm gì mà nóng này. Từ từ, hết sức bình tĩnh anh em ạ. Không thể nóng vội được. Giáp riêng của mình gần bay rồi. Nhưng mà mũ thì còn nguyên. Nên là vẫn tránh được những cái tình huống. Này thì cứu bạn với chúng tôi này. Nào. Còn một người nữa ở đâu? Úi dồi ôi. Trèo ra ban công làm cái gì đấy? Bắn xuống khó lắm. Bắn lên. Úi trời ơi. Bắn lên là dễ. Vâng. Như vậy là một trận đấu top 1. Với một pha xử lý ở turn cuối cùng. Mình đã clear hẳn hai team còn nguyên luôn anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn với khẩu súng UMP màu là trắng sữa này. Và cũng là một pha xử lý tuyệt vời với dòng súng SMG trong tay của Tuấn AC. Và anh em muốn mình làm về khẩu súng nào hãy comment cho mình biết ở phía dưới video clip. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.